Còn đây, em có tự tin đâu. Đây đây. Lính hàng đó bác. Quay phải vờ thật gì. Con này tầm hơn cân đấy. Cân vật không anh? Tôi cứ quay đã. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Chưa kịp quay đã ăn rồi. Mồi quá nhạy. Đấy bác cầm đi. Đấy. Đủ. To vãi. Cái vật của em. Ở đâu ra con chép to thế nhỉ? Ôi. Đây các bác nhìn này. Đủ. Chưa kịp quay cho các bác xem. To vãi. Nó tầm như thế không à. Kìa tầm mình nữa kìa. Mày chết cậu. Cần thủ long. Cần bé tí. Cao thủ. Cá đồng nó cứng đét này. Giờ con này ngon đấy, giá trị. Sông luôn đấy. Sông tự nhiên này. Lâu lắm mình không được con to như này. Không bằng dọ à? Em có nghĩ mà dọ đâu. Hay quá. Để ra lấy xô. Đây bác cầm đi, em đang lấy xô. Có thế. Cứ đùa, tưởng dọn bẻ quá. To nó tăm ngục. Hay về lấy gì đựng. Thì câu còn không mang cái gì đựng này. Hả? Lâu lắm mình mới câu được con cá sông to này. Quá nhanh có nguy hiểm. Phải cái gì lót à? Tổ vãi. Có thêm nước không? Này chết. Nước nóng quá. Nước sông mà. Nước nóng cho thêm. Cho vào trong này. Có thêm miếng nước à? Cho nước mới đi. Đừng rơi, không rơi. Cho mở dọi, cho dọi lấy múc lại nước. Cho đầy tí. Chép đồng khác bọt thắn với cả chép nuôi. Cũng phải đến nửa năm nay mới được con chép. Con này phải cân mấy đấy? Hả? Cân đấy nhỉ? Gần cân. Ít đâu đấy, không nhiều vào. Tầm thì thế cơ mà. Đấy, đâu phải đánh xa được đâu. Đùa. Chơi gần ăn khủng. Không có mang gì đựng này. Anh à. Lớn ngớ vớ quá. Con này phải hơn cân. Cân dưới. Kìa. Ui giời. Đó. Lấy cái vợt chụp vào. Nhá. Cho mát, cho. Mặt núng à. Cho chúng mát đi. Không bỏ đây, ăn chắc. Hả? Đây. Lớn có huy chương. To thật. Ôi giời. To hôm qua nhưng đi câu hồ. To hơn cả hồ. To hơn nhiều. Rồi tầm cân rưỡi đấy, đuổi lăng ghê đấy, chắc. Nó chắc, cá sông nó chắc. Ôi giời. Thôi được rồi. Xin chào bác nha. Hôm nay anh em tôi toàn nhào cỗ. Chưa ăn uống no say xong định ra đây câu một tí để chơi thôi. Không xác định quay nhưng mà ngồi gần bờ thế nào lại dính được con cá chép. Lưỡi bé tí. Ăn mày đâu hay cần rồi. Đây câu lưỡi cá diếc 0.5 bé tí này. Gặp con hàng. May không bị tuột. Cần nhỏ, lưỡi nhỏ, ăn cá to. Rồi bây giờ lại ngồi quay tí cho các bác xem vậy. Đấy. Hôm nay em chơi toàn con giá trị luôn. Rất khổng lồ. Ta thả xô thôi. Bắt buộc thôi. Em mang vào đây nhỉ? Hí, lại tầm này. Hí, lại tầm. Lại tầm các bác ơi. Úi dồi ôi, tầm. Không đùa đâu. Úi dồi ôi. Cứ để em bỏ dặm đẻ nhá. Tầm giống lúc đấy đấy. Dặm y lúc con chép lúc đấy. Cảnh giác. Cầu cần trước đi. Em chắc. Có vợ phải có chồng đi cùng. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Nghĩ là con dọn bẻ không? Anh giờ nó nghe con. Ui da. Ui rồi. Đừng cẩn. Cẩn thận. Hôm nay là hàng họ hơi nhiều ấy. Hết sức cảnh giác. Tầm ghê khổ. Đấy chưa? Chưa. Cái gì đây? Giếc à? Cái khủng. Thấy, vẫn còn vừa dính cá bị mắc vào dưới vẫn đang ăn các bác ạ. Vẫn ở dưới đấy rồi, chết rồi. Hả? Làm thế nào bây giờ nhỉ? Lội à? Lội sâu lắm. Hả? Vẫn nhấp nổ đúng không? Không biết cá to cá bé. Không biết, kéo phát là chìm luôn. Vẫn còn cá ở dưới. Ai thử kéo nhỉ? Hả? Kéo là mất. Đấy nó vẫn ở dưới kìa. Cái tăm to này sợ cá to. Đấy vẫn đang kéo phao rồi. Mắc dưới rồi, không ra được rồi. Đấy, tầm to hết. Chép đấy. Lấy que cày gãy xem nó có to không. Không lên được. Đấy, vướng đấy. Vẫn còn cá. Thế ác chứ. Tầm to lắm, sợ chép. Hả? Không tới không? Sợ khó lắm. Đứt. Đứt thôi. Cái nhà hôm nay hơi đen, mất rất nhiều cá. Dọ đi câu rồi không mang dọ đi, con chép ngòn quá hay lại chết rồi các bạn. Ê, chán đời. Chép ngòn thế này lâu lắm được còn con cá sông tự nhiên. Ôi, chết. Nó sống ra vào nó chết. Ôi giời ơi. Chết phí quá các bạn. Thôi mình mang về thịt vậy. Con lại được gần cân đấy, ít tí đâu. Cân là chắc, cần nó nặng thế. Đấy. Cả đây nước nóng nó chết hết. Mấy con giếc này thế. Ai xa. Chết hết. Rồi, xin chào các bác nha, hẹn các bác video tiếp theo hôm trước tới phục thù. Ăn được.